Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với Vlog bóng đá. Trước khi bắt đầu với những thông tin bóng đá mới nhất có trong 24 giờ qua, các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, nhanh nhất và nóng hổi nhất mỗi ngày. Còn bây giờ sẽ là phần điểm tin chính có trong ngày hôm nay. Báo Pháp bất ngờ lên tiếng, Quang Hải về đội tuyển Việt Nam vẫn không được đá chính. Cung Phượng phản ứng bất ngờ khi bị thầy Park kỷ luật nội bộ. Người hùng AFF Cup khiến người hâm mộ bất ngờ với nhiệm vụ mới từ huấn luyện viên Park. Thần đồng đội tuyển Việt Nam lập kỷ lục chưa từng có dưới thời huấn luyện viên Park. Báo Pháp bất ngờ lên tiếng, Quang Hải về đội tuyển Việt Nam vẫn không được đá chính. Báo Pháp ngỡ ngàng khi Quang Hải không được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội đá chính trận đấu gặp đội tuyển Singapore của đội tuyển Việt Nam. Tối 21 tháng 9, Quang Hải không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Singapore. Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định cất tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở ngoài do anh vừa di chuyển từ nước ngoài về và khá mệt vì lệch múi giờ. Chứng kiến điều này, tờ Malik Hai ngay lập tức có bài đăng tải thông tin. Theo đó, tờ báo cho rằng Quang Hải không có được phong độ tốt nên mới không được huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia trao cơ hội. Mùa hè vừa qua, Pau FC đã gây ồn ào với vụ chuyển nhượng Nguyễn Quang Hải, người lần đầu tiên trong sự nghiệp rời Việt Nam và sang châu Âu thi đấu. Nhưng Quang Hải vẫn cần thích nghi với League 2 và với những yêu cầu của huấn luyện viên Didier Talot. Khởi đầu mùa giải của anh ấy vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của những người ủng hộ nhiệt tình. Quang Hải mới chỉ 2 lần được đá chính ở giải hạng nhì Pháp và 5 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Với thời gian thi đấu hạn chế, anh ấy chưa tham gia vào các bàn thắng của Pau, mà League 2 nhắc về chuỗi trận không mấy nổi bật của Quang Hải tại League 2 kể từ đầu mùa. Được đội tuyển quốc gia triệu tập cho các trận giao hữu vào cuối tháng 9, tiền vệ người Việt Nam hôm qua lại phải ngồi trên khán đài để xem trận đấu với Singapore thắng 4-0. Hơn một tháng nay, anh ấy chưa được đá chính. Có lẽ, huấn luyện viên của anh ấy biết được anh ấy sẽ không giúp ích được nhiều bởi thời gian thi đấu cho câu lạc bộ ít, quãng đường di chuyển xa và có độ lệch về múi giờ. Nhưng nhiều khả năng, Quang Hải sẽ tham gia trận đấu với Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9 để có được lần khoác áo thứ 43 cho đội tuyển quốc gia trước khi trở lại Pau FC. Trận đấu đó, anh ấy sẽ có bàn thắng thứ 11, mà League 2 chờ đợi màn chào sân của Quang Hải tại Việt Nam sau gần 3 tháng sang Pháp. Thực tế, ở trận đấu với Singapore, không chỉ riêng Quang Hải mà hàng loạt cái tên trụ cột của đội tuyển Việt Nam như Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh đều không có mặt trong danh sách thi đấu. Rất có thể, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tung ra sân những cầu thủ này trong trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9. Bị huấn luyện viên Park Hang-seo kỷ luật nội bộ, Công Phượng phản ứng bất ngờ sau trận đội tuyển Việt Nam-Singapore. Không được đăng ký thi đấu trận đấu giữa Việt Nam với Singapore, Công Phượng còn bị mất chiếc áo số 10 huyền thoại vào tay Văn Quyết. Mới đây nhất, tiền đạo trụ cột đội tuyển Việt Nam đã có phản ứng gây bất ngờ giữa tin đồn bị huấn luyện viên Park Hang-seo kỷ luật cảnh cáo. Trận giao hữu trong khuôn khổ ngày khai mạc Cúp Tam Hùng 2022 là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore. Tiếp đó một đại diện bị đánh giá là cửa dưới. Huấn luyện viên Park Hang-seo mạnh tay cất hàng loạt trụ cột để trao cơ hội cho các tài năng trẻ, lần lượt là Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài, Châu Ngọc Quang đều được nhà cầm quân người Hàn Quốc tạo điều kiện đá chính ngay ở lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển quốc gia. Trong số những công thần không được đăng ký thi đấu, Công Phượng là trường hợp gây bất ngờ nhất. Cụ thể, tiền đạo gốc Nghệ An không hề gặp chấn thương hay thể lực không đảm bảo nhưng vẫn bị huấn luyện viên Park Hang-seo gạch tên. Chiếc áo số 10 đã trở thành thương hiệu của Công Phượng cũng bị nhà cầm quân người Hàn Quốc trao lại cho tiền đạo đàn anh Văn Quyết. Nhiều tin đồn còn cho rằng đây là hình thức kỷ luật nội bộ mà huấn luyện viên Park dùng để cảnh cáo cầu học trò sau chút thời gian thi đấu sa sút trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Một điều đáng chú ý khác, huấn luyện viên của đội tuyển Singapore, ông Nishigaya Takayuki, cũng cựu thuyền trưởng câu lạc bộ Mito Hollyhock, đội bóng cũ mà Công Phượng từng khoác áo giai đoạn 2015-2016. Trước trận giao hữu giữa Việt Nam với Singapore, vị chiến lược người Nhật Bản đã chia sẻ mong muốn được đối đầu tiền đạo sinh năm 1995 trên sân cỏ. Dù vậy, nguyện vọng của ông Nishigaya Takayuki đã không thể thành hiện thực khi Công Phượng thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị của huấn luyện viên Park Hang-seo. Công Phượng chỉ có thể tái ngộ thầy cũ sau khi trận đấu ghép lại. Trên trang Facebook cá nhân, ngôi sao thủ biên chế Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ bức ảnh chụp cùng với huấn luyện viên Nishigaya Takayuki cùng dòng trạng thái "It's a small world, I'm so happy to see you again. Wish you all the best." Tạm dịch: thế giới thật nhỏ bé, em rất vui khi được gặp lại thầy, chúc thầy mọi điều tốt đẹp nhất. Động thái này của tiền đạo 27 tuổi khiến không biết người hâm mộ cảm thấy buồn lòng. Nếu Công Phượng có thể ra sân và ghi bàn, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều.
từ chối khoác áo đội tuyển Việt Nam, người khủng AFF Cup khiến người hâm mộ bất ngờ với nhiệm vụ mới từ huấn luyện viên Park. Dù không còn thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam, người khủng AFF Cup Nguyễn Anh Đức vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo ưu ái cho vai trò đặc biệt trong ban huấn luyện ở trận giao hữu với Singapore. Ở tuổi 37, anh Đức vẫn chưa giải nghệ và đang thi đấu tại giải hạng nhất trong màu áo Long An. Thậm chí, còn những thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo muốn đưa tiền đạo quê Bình Dương trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam, nhưng anh đã từ chối để dành cơ hội cho các tiền đạo trẻ, trong đó có đàn em Tiến Linh. Lần gần nhất anh Đức khoác áo đội tuyển Việt Nam là trận gặp Thái Lan ở lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Dù chủ yếu giữ vai trò huấn luyện của Long An và chỉ vào sân trong một số trường hợp nhất định, anh Đức vẫn cho mình hai bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại ở giải hạng nhất 2022. Khả năng sân bàn và kinh nghiệm thi đấu chắc chắn sẽ là điều mà anh Đức có thể mang đến cho những người đàn em trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Sự góp mặt của anh Đức sẽ giúp huấn luyện viên Park Hang-seo giảm phần nào gánh nặng trong công tác huấn luyện tại đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2022 sắp tới. Ở giải đấu cách đây 4 năm, Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng anh Đức mới là người tạo ra nhiều cảm xúc với những bàn thắng quan trọng nhất, đặc biệt là có volley vào lưới Malaysia ở trận chung kết lượt về trên sân vận động Mỹ Đình. Vượt mặt Quang Hải, Công Phượng, thần đồng đội tuyển Việt Nam lập kỷ lục chưa từng có dưới thời huấn luyện viên Park. Trong ngày đội tuyển Việt Nam đánh bại Singapore với tỷ số 4-0, huấn luyện viên Park Hang-seo đã ghi điểm với người hâm mộ khi trao cơ hội cho 6 cầu thủ trẻ ra mắt đội tuyển quốc gia. Trong đó có hai cái tên đá chính là Phan Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng, 4 cái tên vào sân từ ghế dự bị là Nguyễn Thanh Nhân, Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy và Khuất Văn Khang. Trong 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, hai bàn được ghi bởi những cầu thủ trẻ lần đầu tiên thi đấu cho đội tuyển quốc gia, đó là Thanh Nhân và Văn Khang. Thanh Nhân chỉ mất hơn 4 phút khi vào sân để có cho mình bàn thắng đầu tiên. Với Văn Khang, đội trưởng của U20 Việt Nam là 8 phút. Đây cũng là hai trường hợp hiếm hoi ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Thanh Nhân mới chỉ ra sân 43 phút cho Hoàng Anh Gia Lai mùa này trên mọi mặt trận, có nghĩa là thời gian anh thi đấu cho đội tuyển Việt Nam còn nhiều hơn trong màu áo câu lạc bộ. Hậu vệ trẻ quê An Giang cũng chưa ghi bàn thắng nào kể từ khi được huấn luyện viên Kiati Sắc đưa lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, Khuất Văn Khang thậm chí chưa thi đấu phút nào cho đội 1 Viettel mà mới chỉ nổi lên ở các giải trẻ. So với những đàn anh như Công Phượng, Quang Hải hay cả Cung Vinh, Văn Quyến, Thanh Nhân đang có cho mình một kỷ lục đáng tự hào về số phút thi đấu để có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải, Công Phượng đều phải chờ đến trận đấu thứ 2 trong màu áo đội tuyển Việt Nam mới có thể lập công và mất 7 phút sau khi vào sân. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh cần trận thứ 2 để mở tài khoản bàn thắng sau 32 phút. Đó là trận đấu mà chân sút sinh năm 1985 lập cú đúp vào lưới Myanmar. Hai thần đồng một thời của bóng đá Việt Nam cũng ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia là Văn Quyến và Phan Thanh Bình, lần lượt mất 45 và 90 phút để có bàn thắng đầu tiên. Ra mắt đội tuyển quốc gia ở tuổi 22, Thanh Nhân không phải là cái tên trẻ nhất, nhưng kỷ lục về số phút để có bàn thắng đầu tiên sẽ là nguồn động lực để hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai nỗ lực hơn trong thời gian tới. Thanh Nhân có phong cách thi đấu khá giống với Hồng Duy. Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1996 cũng chưa có bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia.